Xin chào quý vị các bạn. Trên hình các bạn có thể thấy đây là trọn bộ bảng main của Samsung Galaxy Z7 Plus đang có mặt tại di động cao cấp.vn. Như các bạn đã biết, di động cao cấp.vn đang đơn vị cung cấp dịch vụ sửa chữa, khắc phục tất cả các lỗi, sự cố liên quan đến phần cứng, phần mềm trên Samsung Galaxy Z7 Plus. Đối với dịch vụ thay mới main, đổi mới main cho Samsung Galaxy Z7 Plus thì luôn có sẵn tại di động cao cấp.vn. Vụ quá trình sửa chữa thay mới bị các bạn khi cần. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn về dịch vụ sửa chữa Samsung Galaxy Z7 Plus, dịch vụ thay mới main cho Samsung Galaxy Z7 Plus, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 024-66-750-99. Thông thường nó rất là khó hỏng lỗi, nhưng khi chúng ta rơi va đập hoặc là vô tình chúng ta làm cho chập điện áp hoặc là rơi vào nước làm cho bảng main bị chập loạn, làm cho máy không lên nguồn, không khởi động được lên, thì với dịch vụ thay mới main cho Samsung Galaxy Z7 Plus, quý vị các bạn sẽ khắc phục được hoàn toàn các lỗi sự cố liên quan đến phần cứng, phần mềm trên Z7 Plus mà quý vị các bạn đang gặp phải. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn về dịch vụ thay mới, sửa chữa điện thoại Samsung Galaxy Z7 Plus, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 024-66-750-99. Xin cảm ơn quý vị các bạn.